Vâng, và xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ là bát 2, mình đã tháo chiếc main J4 này ra rồi. Và đây là chiếc main J4 của Samsung, công ty Samsung trả bảo hành. Và mình mua lại ve chai của khách là 200.000 đồng. Đây ạ. Khách ở đây thì cũng cho mình cả số điện thoại. Nếu mà sửa được thì bán lại cho khách, thì vì khách còn cái giữ nhiều cái dữ liệu ở trong cái máy này, còn nếu mà không sửa được thì khách vẫn bán. À đâu, quên mất là mình đồng ý, nếu mà khách bỏ sửa được thì cho khách lấy dữ liệu ở trong cái phần bộ nhớ của cái này, còn mà không lấy được dữ liệu thì thôi, thì không phải điện đây. Và mình sẽ cố khắc phục dữ liệu cho khách ở chiếc main Samsung J4 này. Và mình nhìn sơ lược qua thì mình đã sơ lược qua như các bạn vừa xong mình bỏ đã bạn các bạn đây ạ. Mình đã chỉ với các bạn là chỗ này mình đang ngày này là mình nhìn vào đây là màn hình của nó đây ạ. Mình nhìn vào đây thì nó đã bảo là đây là chân pin dương âm, thì mình nhìn hai chân pin này thì đang một mốc của chân này, và mình thì đang thấy cụt rồi, cụt chân này rồi. Và mình có đẩy công tắc nguồn thì mình kẹp xuống đây, thì đây là công tắc nguồn vào đây các bạn nhé, mọi người là công tắc nguồn. Và mình nhìn tổng thể trên cái main này thì mình thấy là sạch sẽ. Mình đã cầm bàn chải và bút tin mình đã vệ sinh qua rồi. Qua cái phần này, hai lồng mình đã khò ra rồi, nhưng mà mình nhìn bên trong này thì không thấy một cái gì mốc meo hay làm gì cả. Đấy, mình sẽ vệ sinh nốt cái phần mốc meo còn lại. Và đây là chân pin thì đang bị mất một chân. Mà chân này thì mình so với quả pin thì chân bị mất đây. Chân bị mất đây là bị chân này là chân dương này. Chân dương này chân rất kỳ quan trọng, và mình sẽ câu một cái dây thiếc vào chân dương này để mình kẹp nguồn xem là cái bên này có khắc phục được không các bạn nhé. Máy này thì máy là của trung tâm bảo hành Samsung gửi về. Và không biết ở bên đấy họ đã làm, họ thì mình chưa thấy họ làm gì. Họ bên đấy thì nói chung chỉ bảo hành thôi, nhưng mà còn mà nhìn thì máy khách dưới nước là họ không muốn làm đâu. Mình thì mình khuyên thật, còn các bạn thì muốn sửa nhanh thì các bạn gì nhỉ, đem ra cửa hàng gần nhất, uy tín gần nhất để các bạn làm cho nhanh. Chứ còn gửi đi vào riêng một máy rơi vào nước mà các bạn gửi đi bảo hành thì nó thật các bạn quá sai lầm luôn. Tại vì thời gian các bạn gửi đi bảo hành thì nó thật quá lâu. Thứ nhất là các bạn gửi đấy mất 2 3 hôm, xong bắt đầu công ty đến lấy xong bắt đầu vứt lên công ty, nó xếp hàng xếp đống các đợi hàng tuần mới các bạn mới được. Người ta bị sờ vào máy, người ta tháo ra, người ta kiểm tra, người ta nhìn thấy rơi vào nước thôi, người ta báo giá, ví dụ như kiểu con máy thì chỉ giá đang là 3 triệu thì có báo 2 triệu, khách sửa thì sửa, không sửa thì thôi. Mà giá 2 triệu thì các bạn sửa làm gì, theo mình thì các bạn sửa làm gì, phải không các bạn? Phải không? Đây các bạn, 2 triệu thì theo mình thì các bạn xin sửa làm gì? Và mình sẽ kiếm một đồng hồ cầm nguồn. Đây là dây nguồn của nhà mình đây. Đây thì hơi xa, mình sẽ kéo cái đồng hồ xem nguồn xem tới đây cho các bạn. Và mình sẽ kẹp cái dây kẹp nguồn, mình sẽ lắp cái màn hình này vào. Đây, như thế này. Ừ thì màn hình mình sẽ lắp như thế này. Theo mình với những máy dây nước thì các bạn không nên gửi đến trung tâm bảo hành quá là lâu. Nếu như mà thay màn hình thì các bạn có thể gửi, hoặc các bạn gửi trung tâm bảo hành, hoặc các bạn có cái cửa hàng nào gần nhất thì các bạn, hoặc là trung tâm bảo hành gần trung tâm bảo hành thì các bạn mang ra trung tâm bảo hành, hoặc là cái cửa hàng nào mà gần uy tín gần nhất thì các bạn đem ra bên đó thoa thay cũng được. Còn main, các cái main ví dụ như chập chập thì các bạn có thể gửi đi trung tâm bảo hành được, hoặc là những cái main dây nước, bên dưới nước chập thì các bạn nếu mà không rơi tự nhiên chập thì các bạn có thể gửi trung tâm bảo hành được. Hoặc những bên dưới nước thì các bạn nhớ, nên theo mình thì các bạn nhớ đem ra cái tiệm cửa hàng gần nhất để các bạn khắc phục tình trạng nhanh, một là cứu được, hai là chỉ có bỏ đi anh ạ. Môn gì anh? Thôi mình làm cái dây của mình câu mình làm đứt rồi.
Môn gì không anh? Đấy, đấy, đợi em một tí để em kẹp cái này. Ôi mình đang bị chập ở đâu không biết. Không biết là mình đang bị chập ở đâu. Kẹp nguồn lên. Vâng, của mày đã lên nguồn rồi. Vâng, và các bạn ạ. Và mình đã kẹp nguồn lên thành công. Đấy. Và mình đã kẹp nguồn lên thành công. Này không xong và đã bị của nó là đang bị mất một chân pin, chân pin dương, và mình lại kẹp nguồn lên thành công. Mua Samsung hay mua gì anh? Cái đen trắng đi mua đây. Đen trắng á? Đợi 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 em một tí. Đây, và mình đã kẹp nguồn lên rồi. Và mà mình biết mình đã lắp chuẩn chưa? Đây, và mình đã lên nguồn, chắc khả năng như này lấy dữ liệu của khách này. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Mình sẽ làm clip sau.